Những phát ngôn gây sốc của Trấn Thành khiến dư luận nóng mắt. Là một nghệ sĩ đa tài từ diễn xuất, tấu hài làm MC, ca hát, danh tiếng Trấn Thành còn được gây dựng từ rất nhiều phát ngôn gây sốc, nhận vô số gạch đá của dư luận. Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm hãy tắt TV. Trấn Thành đã phát biểu như vậy về thực trạng game show, đặc biệt là game show hài hiện nay. Tôi cực kỳ nguy hiểm cho sóng truyền hình trực tiếp. Nam danh hài trả lời cho một bài phỏng vấn tháng 10, 2015. Người hương giang idol toàn mùi silicon. Phát biểu của anh về hương giang idol tại game show kỳ tài thách đấu. Ngọc Sơn từ hot dog biến thành hot boy. Khi dẫn chương trình chung kết bước nhảy ngàn cân, Trấn Thành đã vui miệng gọi quán quân Ngọc Sơn từ hot dog biến thành hot boy. Đã dập tắt những phong trào như Candy Sang. Trong chương trình Bí mật đêm chủ nhật, nam diễn viên đã chém về hiện tượng mạng Candy Sang. Những người lâu rồi chưa được hôn giống tôi. Trong một đêm gala của thử thách cùng bước nhảy, Trấn Thành đã chọc ghẹo tóc tiên như vậy. Ai nói tôi dê tôi chịu. Khi bị phản ứng trước việc có những hành động hôn bạn diễn nữ trong các game show truyền hình, Trấn Thành phản pháo. Thà làm một người đàn ông mít ướt, còn hơn làm người đàn ông không biết rơi lệ. Nam danh hài tự nhận mình là người dễ khóc, dễ mũi lòng, Trấn Thành Harry Won hôn nhau tình tứ sau hậu trường.